Hiện tại chúng ta đang có gần 200.000 vị khán giả. Vì vậy xin mời chị Trinh Anh cùng nhau xử lấy một tí xíu chúng ta xin chia đời nha. Thank you for your money. Now please sit down, keep your smile and enjoy our show. Thank you. Anh cho hết rồi nha, xin chị được không ạ? Anh nhìn thấy bề mặt của 2.000 thì rất buồn các ơi. À, xin hỏi chị từ lượng viên số 2 với tiền 100.000 nhá. Chị bắt đầu với tầm tờ tiền này dành cho bạn Pretty không ạ? Yes or no ạ? À, chị ấy rất là yes. Nhìn thấy nó cười rất buồn với các ơi. Ok, chị đầu tiên xíu thôi, bạn Pretty không biết xài tiền đã mà xong nhau trả tiền dành cho mình ngay sau đây. Xin mời chị cùng nhau trả lại vị trí cũ và nhận lại tiền bằng tài trải của mình.